hai món, ba món, bảy món sâu. Hải ơi, anh nói thiệt nha, ăn thịt cọp không? Có cọp không anh? Thịt cọp nó nằm trong danh sách nồng một tấm. Bông bông không bông. Sao lại cái mùi thơm này? Thơm bông, thơm phốt. Thơm mùi bông, bông giả hả thầy? Thèm muốn ăn. Thầy muốn ăn cháo lòng đúng không? Tí nữa em mua đồ chay cho thầy. Tí nữa tụi em mua. Sáng là mình ăn cháo lòng, trưa mình ăn heo ghe, heo quay, gà quay, vịt quay, thịt dê. No money, no money, no money. Ở giờ sao tự nhiên họ nuôi dê nhiều dữ ta? Dạ. Quán nhậu cái rủ đi ăn thịt dê. Quán nhậu nó mở thịt dê hai hai món, ba món, bảy món. Hải ơi, anh nói thiệt nha, ăn thịt cọp không? Có cọp không anh? Thịt cọp nó nằm trong danh sách nồng một tấm. Nói hoài vậy, có miệng nó câm. Ai bay muốn nói thì nói đi, tự nhiên câm thầy chùa đừng nói. Yeah. Có không ăn mà không biết không nói, câm. Người câm muốn nói không được, huống chi người thường. Mơ muốn mấy người câm muốn nói cũng được, mơ cũng được. Cho các vị không biết nhiều chuyện. Yeah. Mình nhiều chuyện lên đi. Ngu nhiều chuyện. Mình nhiều chuyện mà mình nói với chuyện vui đâu đúng thầy. Mình chuyện nhiều chứ không phải nhiều chuyện. Dạ chuyện nhiều, dạ chuyện xin lỗi thầy. Nhiều quá nói không hết. Nhiều chuyện là nó ra thành bà tám đó thầy. Mình là mình là hôm nay. Là chuyện nhiều mới được. Từ bay. Ông thầy chùa, nói đây, thầy chùa mà kêu mày tao. Vậy là thầy cũng có coi video clip của em đúng không? Ta đóng hời mà. Thầy, đó giờ thầy mà có mà coi. Thầy thích quay phim chụp hình nhiều nhất. Yeah. Một ngày làm sao cho thầy 50 clip hình ảnh, 1000 tấm hình. Yeah. Hơn cao câm ca sĩ gần mẫu, hơn đài truyền hình mấy anh MC nói trên truyền hình. Thầy yeah. Nói nhiều hơn luôn. Giờ thầy cũng nổi tiếng quá trời. Không phải nổi tiếng mà người ta chế ra máy quay phim chụp hình để làm gì. Yeah. Đó, nên công an cấm chứ không có ngày thầy nói chừng nào khang tiếng hết hay nghĩ nó. Thầy là cái miệng ra để nói mà. Qua nay đẹp quá thầy. Yeah. Thôi vàng sắc thắm chắc thầy cũng thích màu vàng đó thầy. Mai Tết thì chúng ta gắn vô. Giờ chúng ta cái mai này mai phạt chúng ta tháo ra để cho nó có đủ sức khỏe. Cây bồ đề trước mặt ta là cây bồ đề. Ủa có bồ đề trồng nhiêu năm rồi thầy? Bồ đề 34 năm. Năm 1987 trồng cây bồ đề. Đó, hồi đó lắp bông giả vô quá trời, giờ tháo ra mình chết. Rồi tháo ra sang năm lắp lại hả thầy? Đúng rồi, thầy cây mai thầy ạ. Giờ mình chơi sang luôn mà bấn luôn hả thầy? À, một cái mọc bông mai thiện giờ còn. Mai thiện nè. Mai thiện có 7 cánh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cánh. Ủa, 6 cánh thầy? Ủa, nó 5 cánh đó thầy? Nè, 1, 2, 3, 5. 4, 5, 6. Chùa mình là 6 cánh với 8 cánh, mai thạc. Con hình như con nhớ là mai và rừng là 5 cánh với một mai, loại mai là 10 cánh đó thầy. Chắc cái mai nó rụng bớt rồi đó. Mấy người, nhiều người ở đây. Ủa, ông thầy cứ ra quét rác rồi nó chập cho ông tức, ông nói hoài vậy. Có miệng nó câm. Ai bay muốn nói thì nói đi, tự nhiên câm thầy chùa đừng nói. Yeah. Có không ăn mà không biết không nói, câm. Người câm muốn nói không được, huống chi người thường. Mơ muốn mấy người câm muốn nói cũng được, mơ cũng được. Cho các vị không biết nhiều chuyện. Yeah. Mình nhiều chuyện lên đi. Ngu nhiều chuyện. Mình nhiều chuyện mà mình nói với chuyện vui đâu đúng thầy. Mình chuyện nhiều chứ không phải nhiều chuyện. Dạ chuyện nhiều, dạ xin chuyện lỗi thầy. Chuyện nhiều quá nói không hết. Nhiều dạ. Chuyện là nó ra thành bà tám đó thầy. Mình là mình là ông này. Là chuyện nhiều mới được. Từ bay. Ông thầy chùa. Nói đây, thầy chùa mà kêu mày tao.
Vậy là thầy cũng có coi video clip của em đúng không? Ta đóng hơi mà. Thầy, đó giờ thầy mà có mà coi kênh của con cho thầy. Không. Dạ. Có coi kênh em không? Không luôn. Sao? Thầy không coi mà thầy không coi mà thầy biết hết. Biết hết. À nó xấu thôi mà biết hết. Thì dưới lòng đất nó hiện lên. Dạ. Không coi mà sao bữa biết clip với ông Quảng Nam nói xấu thầy nói. Thầy bấm tay được chứ. Thầy nói giờ thầy. Mà tại vì vừa tới cái tranh trang hiện ra đó là tên của mình. Wow. Nói xấu ông thầy. Hay quá, thầy hay quá. Tên nó giống như giờ trước ngực đệ tử thẳng cuộc đời. Còn mấy là người tôi là người xấu nhất. Thầy thấy em xấu hay tốt? Tốt hay xấu do mình chứ. Ấy người ngoài người ta cảm nhận tính cách do cái hành động cử chỉ xuất phát từ trong đáy lòng của mình, tốt thiện hay ác, xấu hay không là do bản thân mình. Đó lắp cho đã vô giờ tháo hết cái dòng mai giả của thầy nên chắc mấy ngày chưa hết đó thầy. Thì mình tháo mai giả ra mai thật. Rồi bữa nào huy động các đệ tử tới làm một ngày cho nó xong. Nào mới qua Tết xuống. Không mà để luôn đi. Mấy trăm ngàn. Đúng tí. Rồi, sang năm người ta cúng dường nữa lo. Cái mớ đẹp hơn tháo ra chi. Để cho nó mục luôn. Thì thầy tháo qua giả nè mấy chị. Qua mai. Thì đúng bên này cắn cao đen nữa. Sáng mà nói mà vui á, sáng đi ngắm hoa mà thầy thì ngược lại. Thầy đi ngắm bông. Thầy đi đại thằng thầy đang đi hái hoa giả. Ngắm bông không bông. Trời. Sao thầy cái mùi thơm thầy. Thơm bông thơm phức. Thơm mùi bông giả hả thầy? Thèm muốn ăn. Nữa. thèm muốn ăn cháo lòng đúng không? Tới nữa em mua đồ chay cho thầy. Tí nữa tụi em mua sáng là mình ăn cháo lòng, trưa mình ăn heo ghe, heo quay, gà quay, vịt quay, thịt dê. No money, no money, no money. Ở giờ sao tự nhiên họ nuôi dê nhiều dữ ta. Dạ. Quán nhậu cái rủ đi ăn thịt dê. Quán nhậu nó mở thịt dê hai món, ba món, bảy món. Thầy ơi. Anh nói thiệt nha. Ăn thịt cọp không? Thịt cọp không anh? Thì cột nó nằm trong danh sách động vật cấm á thầy. Vậy hả? Dạ. Rồi mình có được ăn không? Mình ăn là mình ở tù. Vậy hả? Ờ, ăn thịt cọp ở tù. Dạ, dám ăn. Vậy nên không nên ăn. Thầy, sao em hiểu dạo này sao á thầy? Em cảm giác ăn không có được ngon miệng á thầy. Ví dụ ăn thịt heo rồi á thầy. Vậy là biết sao không? Dạ. Thèm nhang hả? Trời, sư phụ nói kỳ vậy. Thì thèm nhang mới nghe chạy em. Mới ngán cơm. Hay là em trốn tránh nhiều quá anh sợ ta? Chắc là mình làm việc xấu nhiều quá. Giờ phát hiện ra Phật cấm ăn. Uống đi, uống đổi không? Uống gì nước yến hả thầy? Ừ. Thầy có ai cúng dường không thầy cho em đi? Có, họ cho không đủ uống. Thầy, em trên clip em cà khịa vui vui, nói chuyện vui thầy mà mấy bạn chửi em vô duyên thầy. Mà thầy thấy em vô duyên không? Đồ cái hàng vũ viên. Thầy nói vậy thầy vẫn thương là em nhất đúng không thầy? Thì tôi nói thương mà dặn. Dặn thì dặn mà thương thì thương. Wow. Thầy hát bài nghe cho buổi sáng tinh mơ cho nó có một cái nói rồi, phấn chấn á thầy. Ta không có nói cho thầy nói nhiều mà tôi hỏi hoài. Ta dặn là ta hỏi thầy đừng nói không. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy không ấy giờ là tụi con nói thầy, tụi con không hỏi thầy cái thầy vừa hái hoa thầy vừa mà đọc mà kinh đi thầy. Niệm gì cũng được. Tụng kinh hồi hướng công đức. Dạ. Cũng dường á. Nguyện đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều toàn thành Phật đạo. Con hãy làm ăn giàu có lên cho thầy.
Làm ơn giàu có tiền cúng dường cho thầy đúng không? Mỗi đứa cúng dường cho thầy cỡ 100 triệu, góp lỡ thì cỡ 100 tỷ thầy sẽ chùa được. 100 tỷ đi thầy, với chuyện 100 triệu có Phật tử tới viếng chùa này thầy. Rồi, mỗi Phật về cho Phật tử thì mời vô chùa chứ thôi. À, đây là xa xa em buổi sáng thì có hai cô tới cúng dường chùa nha. Ờ, đừng quay. Thì sớm giờ thì thầy hái sắp xong rồi, mấy anh chị bây giờ có mấy cô Phật tử vào thăm chùa thì thầy chuẩn bị ngừng công việc hái hoa của thầy. Rồi các bạn đừng quay nữa, quay nhiều quá nhà nước nó bắt hết. Dạ. Giờ ta cấm, thầy không có cấm đâu. Dạ. Thầy cũng thích quay phim đó không thầy? Nếu mà đúng là thầy hình ảnh quay phim là thầy thích quay phim chụp hình nhiều nhất. Yeah. Một ngày làm sao cho thầy 50 clip hình ảnh, 1000 tấm hình. Yeah. Hơn là cao cam ca sĩ gương mẫu, hơn đài truyền hình, mấy anh MC nói trên truyền hình thầy. Yeah. Nói nhiều hơn luôn. Giờ thầy cũng nổi tiếng quá trời. Không phải nổi tiếng mà người ta chế ra máy quay phim chụp hình để làm gì. Yeah. Đó, nên công an cấm chứ không có ngày thầy nói chừng nào khang tiếng hết thôi nghĩ nó. Thầy là cái miệng ra để nói mà đúng không? Cái miệng ra để nói. Cái máy nói mà. Thầy thuyết pháp mà. Pháp trong ngự ra quá trời mà không nói đó, ức chế ngủ không được, ăn yên. Ngày nào thầy nói không được, ngày nào thầy ngủ không được. Thầy ít nói là thầy mệt người á. Ừ, ít nói là bữa đó ăn không ngon, ngủ không yên. Rồi. Và bây giờ là thầy bắt đầu vào bên trong chánh điện để tiếp các Phật tử đến cho mọi người. Và mình sẽ ghi địa chỉ của thầy mọi người đến chùa nha, 174/13A đường số 63 ấp Láng Cát. Ai muốn quay thầy thì lên làm giấy phép sở thông tin, sở văn hóa được phép cho thầy nói chuyện, cho quay mỗi ngày. Mình lên xin giấy phép sở văn hóa, sở thông tin ở huyện, quận, thành phố được phép quay thầy mỗi ngày. Dạ. Yeah. Rồi, có chổi nè, đã quá. Đồ quá trời luôn. Ba Phật tử tới cúng dường chổi nè mọi người, đồ cúng nè. Rồi khăn giấy nữa. Là hai Phật tử này rất là lớn tuổi luôn. Có chị Trang Ngô ở bên Úc gửi cho thầy số tiền là 200 đô Úc á, thì con đổi ra là 3.60.000 á, thầy điểm lại giúp con với thầy. Và buổi sáng tinh mơ thầy đã có lọc buổi sáng. Thầy giữ tiền cẩn thận nha, không giang hồ nó đùa nha thầy. Nó đùa nha thầy. ba triệu sáu 60.000 đó thầy, đủ thầy điểm lại con nghe, tại con tiện qua con điểm rồi mà cắt bớt không biết là 100 mấy chục đô hả, là 200 đô Úc á, đô Úc vậy nó ít hơn tiền đô hả ta? Đúng rồi, đô Úc nó ít hơn tiền đô Mỹ, ít hơn tiền Việt lộn, tiền đô Mỹ như đô Singapore vậy nó cũng thấp. Thầy cảm ơn Phật tử bên Úc đã cúng dường cho thầy 200 tiền Úc, đổi ra được 3.60.000. Hồi hướng công đức đi thầy. Phật tử, chúc Phật tử năm mới an khang thịnh vượng, hoàn sự như ý muốn, đạt được thành công mọi lĩnh vực. Nếu đi chùa thì cũng tinh tấn làm từ thiện, cúng dường tam bảo, làm ăn thì lúc nào cũng phát triển thành công. Thầy cầu chúc cho gia đình ai cũng mạnh khỏe, con cháu phải ăn học thành tài, rồi học giỏi, các cháu được khỏe mạnh. Rồi các cháu sau này thành tài trên nhiều lĩnh vực, nhất là cha mẹ anh em thì giữ được cái sức khỏe tốt, không có bệnh. Rồi sức khỏe mạnh, đi làm thì mỗi năm thì tiền thì xài không hết, nhà cửa thì nhà lầu xe hơi, làm ăn thì hàng năm phượt dài 100 tỷ. Yeah. Rồi có việc gì thì lâu lâu về hỗ trợ thầy, để thầy có phương tiện để
làm cũng việc Phật sự, khi kính chúc tất cả ai cũng vui vẻ hạnh phúc.